Cái bộ này là bộ đôi cứu cánh cho mọi người. Hay gặp các vấn đề như đau ngứa, viêm nang trên tóc, viêm da tiết bã, tẩy nến, nấm da đầu. Trong dầu gội và cao bôi được chiết xuất từ gừng tạo cảm giác ấm nóng, thư thái khi gội đầu. Bên cạnh đó còn có cả giấy chứng nhận nên mọi người có thể yên tâm nha. Đặt hàng hôm nay chất lượng cho tay. Tại IK Việt Nam luôn hỗ trợ mua sắm an toàn, thanh toán tiện lợi, giao hàng toàn quốc và đổi trả miễn phí. Kể từ khi ra mắt cho đến nay thì IK Việt Nam luôn nhận được cả 100.000 lượt đánh giá phản hồi tích cực từ nhiều khách hàng trên cả nước. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của nhà IK nha. Yêu thương càng cao thì mình càng phải chỉnh chu và cẩn thận hơn. Đây mọi người có thể xem những máy móc dây chuyền hiện đại cũng như đội ngũ chuyên gia luôn tích cực nghiên cứu và cải tiến công thức để mang đến sản phẩm chất lượng theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn phải phù hợp với cơ địa của người dân Việt Nam. Ngay từ khâu đầu vào, các nguyên liệu đã được chọn lọc kỹ càng rồi mới đến khâu đóng gói và sản xuất cho khách hàng. Trong tất cả các sản phẩm của IK Việt Nam sẽ có các thành phần như là hương trên Ấn Độ, hỏi hương, cham cha, hương thảo, gừng, hạt nêm và hơn 10 loại dịch vụ khác sẽ giúp các bạn loại trừ các bệnh lý về da đầu, giúp da đầu chắc khỏe, bồng bềnh và giảm bị rụng đáng kể đó nha.